Vitamin, hiện tại sáng nay Phu Tha đang có mặt tại địa chỉ 259 đường Lãnh Binh Thăng, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh quý vị ơi. Tại vì sao mà Phu Tha lấy cái địa chỉ này? Tại vì cái địa chỉ này nó dễ tìm, để cho quý vị nào mà muốn đến đây thưởng thức á, thì có thể đến cái địa chỉ này. Tại vì cái địa chỉ của cô là nằm trong hẻm. Nói là hẻm thôi nhưng mà thật ra là cũng giống như là ở ngoài mặt tiền đường luôn. Nên Phu Tha lấy cái địa chỉ ở ngoài đó để cho quý vị dễ hình dung. Thì hôm nay Phu Tha sẽ chia sẻ đến với toàn thể quý vị một món ăn rất là hiếm thấy và khó tìm. Đó là món xôi khâu dục đó. Phu Tha được biết thì món xôi khâu dục xuất phát từ Quảng Đông, Trung Quốc, và sau đó thì được du nhập về Việt Nam. Và đây là một trong những cái đặc sản của Lạng Sơn trong những ngày Tết, ngày cưới hỏi. Thì đây quý vị, cô đang bán nè. Ở phía bên đây thì mình có thấy là cô để cái bàn là buổi sáng thì bán khâu dục xôi, xôi mặn. Ở địa chỉ là 259/236 Lãnh Binh Thăng nha quý vị. Đó, tại vì cái địa chỉ này thì quý vị hình dung là nó nằm sâu trong hẻm, nhưng mà thật ra là không phải đâu. Nó chỉ nằm ở đầu đường luôn, quẹo vào là tới rồi quý vị. Ổn vào cô. Ai chừng sau rồi mẹ. Chừng sau rồi đi nè. Chừng chỉ là đầu thôi. Cái này là thịt nạc không. Anh đã lâu tới vậy? Dạ, con ở bên quận 7 ạ. Ở quận 7 lận hả? Dạ. Ai phá sẵn rồi mẹ. Qua quận 7 cũng xa lắm hả? Dạ, cũng hơi xa. Mới là chiếu à. Cô ơi, cho con hỏi thăm chút xíu là hình như mình bán ở đây cũng được lâu lắm rồi đúng không cô? Lâu rồi, dạ. Mấy chục năm rồi. Dạ. Cái này là bán tới ba đời á. Ba đời hả cô? Ừ. Dạ. Đường ba đời rồi. Hình như là mình là người gốc Hoa luôn đúng không cô? Người Hải Phòng. À, cô người Hải Phòng. Ừ. Dạ. Người Hải Phòng Quảng Châu á. Dạ. Người Hải Phòng Quảng Châu á. Dạ. Bữa sáng như vậy là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả cô? Dạ, buổi chiều là mình bán món khác hả cô? Chiều không có bán rồi, chiều nghỉ rồi. Dạ, buổi chiều nghỉ. 11 giờ là nghỉ rồi. Dạ. Đây quý vị ạ. À, nhìn rất là hấp dẫn nha. Cô ơi, con được biết là món này làm cũng rất là nhiều công đoạn đúng không cô? Nhiều công lắm. Dạ. 11 giờ làm tới cũng 8, 9, 10 giờ mới xong. Dạ. Bởi vì mình luộc xong là mình chiên. Chiên xong rồi mình dạ luộc xong rồi chiên. Dạ. Xong rồi chiên xong rồi mình chà cho nó nguội xong rồi cho nó sắc xong rồi kho. Dạ. Như vậy là hình như là bốn công đoạn cô hả? Bốn công đoạn. Dạ. Sắc miếng miếng vậy nè. Dạ. Kho. Cái này là hình như là thịt ba chỉ đúng không cô? Thịt ba giỏi không à. À ba rọi. Rồi không có bán thịt thịt sắc nắp được. Dạ. Bán ba giỏi không. Dạ. Ba giỏi ngon không à. Dạ. Một phần như vậy là mình bán giá như thế nào vậy cô? 35.000 một phần. 35.000. Dạ, là một khâu như vậy. Một cái một so với thịt là 35.000. Dạ. Mình ăn nhiều tiền. Dạ. Đây bán mấy chục năm rồi. Dạ. Cái này là bán mới ba rồi. Dạ. Bà nói chuyện rồi. Dạ. Bà nói tới em là dạ. Bà nói tới má con, má là tới bà ngoại, bà ngoại tới. Chỉ ở đây cái rồi bánh mình diễm cậu hòn à, điện biến sinh trai à, điện biến sinh trai diễm cậu hòn á. Cái xẻ giá lì đấy bán được.
không thể sau để ra chỉ có cái mà chịu này, cái mà chịu cầu này, cái giá này quay ra chỉ là chỉ bán rồi mà thôi à. À, cô kiến lấy cho con một phần nha, một phần à, dạ con ăn một phần nha. Dạ lấy dĩa lấy hộp, dạ lấy dĩa cho con ngồi đây luôn hả? Dạ chưa có ăn qua mà phải không? Dạ chưa, đây là lần đầu tiên ạ. Lần đầu tiên hả? Dạ tại món này đi Sài Gòn cũng thấy ít quá con, ít người bán á, có mẹ bận bậy quá trời người lại mua luôn á. Ở dưới quận 7 hả con? À, dạ mới kêu mấy cái sếp lại mua á. Dạ miếng này à, miếng này ngon à. Dạ miếng này là ngon. Wow. Kêu mấy người xếp á, mấy người cáp loại bua á. Dạ mấy người ráp à. Xe công nghệ đúng không cô? Đúng rồi, mặc áo đỏ. Dạ ở đây mình có app đó không cô? Không, mình không có app. À. Chỉ là người ta đặt đấy mua thôi. Đó là chỗ kia. Dạ dạ con cảm ơn cô. Một phần như vậy là giá bao nhiêu vậy cô? 35.000. Dạ 35.000. Wow còn nóng quý vị ơi. Dạ dạ dạ. Nhìn hấp dẫn không quý vị? Nguyên một cái miếng thịt luôn nè. Miếng này chắc cô ta nghĩ cũng hơn 10 khoảng 10 tới 15 cm đó quý vị. Nó bằng bằng cái muỗng luôn mà, nó dài bằng cái muỗng luôn mà. Dài không quý vị? Thịt này là thịt ba rọi nha. Đó. Nhìn hấp dẫn không quý vị? Có đậu phộng và hành. Thì ở trên đây thì cô ta thấy là có nước tương nè, tương ớt với lại nước tương. Thì quý vị ăn thì bỏ thêm. Đó. Đây. Đó miếng nữa. Tương ớt cho nó cay cay chút xíu quý vị. Còn nóng luôn. Bây giờ thì trời buổi sáng sớm á nên nó se se lạnh. Ăn dĩa xôi này cho nó chắc bụng quý vị ạ. Xôi dẻo. Xôi nó vừa tới, nó dẻo. Nó không có bị khô lắm quý vị. Ăn còn nóng rất là ngon. Rồi. Đây là một trong những món mà lần đầu tiên Phú Tha ăn. Cái da này nó hơi dai nha quý vị. Da hơi dai. Phú Tha tưởng đâu sắn cái là nó đứt. Đó. Tại vì sắn ra vậy cho nó xịa cho nó dễ. Nếu mà cầm nguyên miếng lên thì nó này. Mời quý vị nha. Đó. Vừa có mỡ vừa có nạc quý vị ha. Ăn rất là phê luôn á. Nè, mời quý vị. Cái vị rất là lạ quý vị, cái vị tại vì lần đầu tiên mình ăn á nên mình cảm giác nó lạ. Nếu mà quý vị nào mà ăn quen rồi thì sẽ rất là ngon. À, có thể là ghiền luôn á. Nhưng mà Phú Tha mới lần đầu ăn nên có thể nó hơi lạ lạ so với Phú Tha. Làm nguyên miếng rất là lạ nè. Hồi nãy thì cô ta sẵn ra để cho nó về, còn bây giờ là để về cho nó đã nè. Quý vị nhìn thèm chơi nè. Đó.
Cái thịt thì nó rất là mềm, mà cái da thì nó rất là dai. Tôi đã cắn một cái mà luộc cái miếng da ra luôn. Nó không có bị ngán đâu quý vị. Nhìn nó như vậy chứ nó không bị ngán. Nếu mà ngán thì ăn thêm miếng xôi. Cái này là 35.000 đó quý vị. Đó, sáng ăn cái này thì chắc bụng. Ở khu vực cái này thì người Hoa rất là nhiều ấy, nên cô giao tiếp bằng tiếng Hoa rất là nhiều. Cô ta ăn miếng nữa rồi cô ta sẽ dừng nhé quý vị. Thịt nạc ở trong á thì nó rất là mềm. Nó cái da này nó dai. Nếu quý vị nào mà chưa dùng thử xôi khâu dùng thì quý vị có thể đến địa chỉ là 259 xuyệt 236 đường Lãnh Bình Thăng, quận 11 để dùng thử cho quý vị. Cô ta nghĩ rằng là những cái món ăn nóng và những món như thế này á thì ăn tại ở đây thì ngon hơn. Có thể thì mua về thì nó nguội á, thì miếng thịt nó không được ngon. Còn ăn tại đây thì chúng ta cảm giác thì nó ngon hơn quý vị. Ở đây thì hình như là cô cũng chưa có app, chỉ là đến bán trực tiếp mang về thôi. Còn nếu mà quý vị nào muốn thì đặt xe tới lấy, tới mua luôn. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, dạ. Dạ, cô. Dạ dạ, có gì con chia sẻ rồi mọi người ai mà muốn ăn á thì có thể đến đây để ủng hộ ạ. Dạ, để ăn thử ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ dạ, chào ạ.